Bạn còn nhớ hương vị của ly trà đá vỉa hè? Hãy cố nhớ ra và so sánh với ly trà xanh lần này nhé. Bài học hôm nay, trà xanh nguyên vị. Bạn còn nhớ công thức của trà nguyên vị? 150 nước cốt trà, 30ml đường và một xúc đá. Hai xúc nhỏ. Khi so sánh tất cả dòng trà, nói đến trà có hương vị chát mạnh nhất, chúng ta đã vô tình nói đến trà xanh. Nếu bạn là người đam mê vị khô, vị chát tự nhiên có trong trà, bạn nhất định phải thử món này. Và khi vị chát này kết hợp với sữa, sẽ lại là bất ngờ mới dành tới bạn.